Khánh Duy xin đến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 367 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt, các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị khánh duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây tiếp theo tập trước lại nói lúc bấy giờ vị địa hoàng của hách tư thị kia đã cố hết khả năng hộ tống hách tư thị ra khỏi bát quan hắn gặp phải chư đế ngăn cản không tức tính bệnh thiếu đốt nguyên thần mới bảo vệ được tộc nhân hách tư thị nhưng chiến lực của chư đế thiên đình không phải tầm thường tuy hắn đánh ra khỏi được vòng vây thế nhưng đã cạn sinh bệnh sau khi gặng hỏi ép hỏi hách lên khuyên ngọc được mấy câu thì khí tuyệt thân vong chỉ là chấp niệm vẫn còn hỏi xong thế nhưng hắn không có ngã hách lên khuynh ngọc bá lại vị đấy ba này đứng dậy nhìn bại quân hách tư thị đầy thương thế rồi hét lớn tam là đế hỏi chấm có đáng hay không chấm phải nói là đáng phục khí trung sinh thị đã là tiên thiên thần thánh bất tử bất diệt hắn ngồi trên đế vị vô lão bệnh tử trường sinh vĩnh cố thiên đế là lượt thay nhau tại sao đế vị này lại là, là của phục khí nhà hắn đấy trừ vị ta không phải vì riêng ta mà là vì khí vận của chủng tộc trong thiên hạ sau này vị trí thiên đế bất cứ chủng tộc nào cũng có thể ngồi lên được trừ vị hãy tụi ta quay lại Hắn đích thân tiến lên dẫn mọi người lao về bắt quan Bại tướng các quân khác thế thế Tinh thần phấn chấn Lập tức chỉnh đốn trận thế tiến về bắt quan Bên cạnh hách lên khuê ngọc Phong vô kỵ cười nói Lời nói của bệ hạ đúng là mê hoặc lòng người Thật không hồ là thiên tử Hách lên khuê ngọc nghiêm nghị nói Những lời vừa rồi của chấm từ tận đáy lòng Cũng không có chút tư lợi nào cả Phong vô kỵ mỉm cười Ta hiểu Bệ hạ không cần nói nhiều Bệ hạ đích thân ra trận Có thể khiến cho lòng quân phấn chấn Nhưng trận chiến này không phải mấu chốt cho thắng bại Mấu chốt vẫn là ở tổ đình Vãng sinh thánh địa và luân hồi táng khu Ba nơi này dù là nơi nào thắng Thì đều liên quan tới thắng bại của trận chiến này cả Kết quả cuối cùng Có thể xuất hiện ở tổ đình Hách lên khuyên ngọc Đánh vào bắt quan Chư đế chấn thủ bắt quan tràn ra như ong vỡ tổ chiến lược của hắn đúng là rất mạnh thực lực kinh người một mình chống lại mấy chục vị đại đế mà không rơi vào thế yếu tinh thần dao động hắn chuẩn âm nói vô kỵ tiên sinh dùng thiên ý đại não suy đoán xem trận chiến này chúng ta có thắng hay không phong vô kỵ cũng đích thân vào chiến trường hắn đáp lại bệ hạ trí tuệ không địch lại được thần thông trí tuệ của thần tề thiên thế nhưng cũng có thiếu sót thần thông dùng trong trận chiến này đã vượt qua trí tuệ ta không thể suy đoán ra được ô hoài ngọc Hách Liên Khuyên Ngọc bỗng khựng người, vội nhìn theo, thấy Phong Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, đối diện với hắn là một đại đế trẻ tuổi, tướng mạo có vài phần giống với Phong Vô Kỵ. Con của Phong Đạo Tôn, Hoài Ngọc đại đế sao? Hách Liên Khuê Ngọc vội đánh lui chư đế, cố gắng đánh tới, hắn nghĩ bụng, Vô Kỵ tiên sinh có thể không phải là đối thủ của hắn. Phong Hoài Ngọc có thể sánh với kiểu hoàng thị, thâm sâu khó lường. Tránh ra, Phong Vũ Kỵ bạo nộ, ba đầu ngoảnh lại, hét lên với hét lên Khuê Ngọc. Chuyện nhà ta không cần ngươi nhúng tay vào, kẻ nào dám nhúng tay vào thì chính là kẻ địch của ta. Hét lên Khuê Ngọc vội vàng dừng lại, sắc mặt hoang mang. Phong Vũ Kỵ là môn đồ của thiên, trước nay đều rất thản nhiên, trí tuệ siêu tuyệt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong Vũ Kỵ đại nộ như vậy, lại mất chừng mực mà hét lên với hắn. Nhưng giờ hắn cũng không cần phải dựa vào thiên, cho dù Phong Vũ Kỵ có quát cũng không thể lật mặt được mấy chục đại đế lại đánh tới hách lên khuya ngọc vội vàng ứng phó với họ phong vô kỵ quay lại sắc mặt ôn hòa nhìn phong hoài ngọc nói hoài ngọc người trưởng thành rồi phong hoài ngọc lưng đeo kiếm cuối người ca ca huynh đệ ta lâu giờ không gặp đúng rồi sắp năm nghìn năm rồi phong vô kỵ suýt xa nói năm nghìn năm nháy mắt là qua ta năm ngàn năm không dám lộ diễn này cuối cùng cũng có thể nở may nở mắt Hoài Ngọc cả Ta biết người muốn nói gì Vẫn là đừng nói thì hơn Người không thuyết phục được ta đâu Phong Hoài Ngọc không kìm được nói lớn Cả, ta biết người không bị thiên lý khống chế hoàn toàn Người vẫn còn ý thức của mình kia. Cả, quay về đi Đừng mãi chấp mê bất ngộ nữa đi Thiên là cái thá gì Chỉ là một đế tự tiên thiên thần Có thể sánh với phụ thân hay sao Người quay về chúng ta vẫn là người một nhà Phụ thân bệ hạ Chắc chắn sẽ giải trừ thiên lý đại não cho người được để ngươi không bị thiên khống chế nữa kìa phong vô kỵ cười ha hả hắn lắc đầu nói đệ đệ tốt khi ta ở tổ đình dùng kế hại chết ra ra thì ta đã không thể quay đầu nữa rồi tiểu tử ngốc cả người vẫn đơn thuần như vậy tưởng ta có thể hồi tâm chuyển ý thế nhưng không biết ta vui lòng trở nên thế này hay sao người bảo ta đi theo chúng sân thị đó mới là làm trái bản ý của ta kìa nào rút kiếm đi để ta xem thời gian qua người tiến bộ như thế nào Phong Hoàng Ngọc người khẽ run Phong Vũ Kỵ nhíu mày Trên chiến trường Mà giao đống mang sự nhân từ Người muốn chết thì sao mau xúc lại tinh thần Càng một tiếng Đế kiếm ra khỏi bao Phong Hoàng Ngọc cầm kiếm Sắc mặt nghiêm nghị Ánh mắt ngoài thanh đế kiếm Thì không còn bất cứ thứ gì khác Phong Vũ Kỵ lao tới Hắn cười Người rất có phong thái của phụ thân Nếu có cơ hội giết ta Thì ngươi đừng có nương tay Vì ta tuyệt đối sẽ không nương tay Ta sẽ dùng mọi mưu kế thần thông sự quan tâm trong mắt của hắn đột nhiên biến mất thay vào đấy là thiên ý lạnh lùng suy đoán sơ hở của thần thông phong hoài ngọc không còn nhân tính nữa cũng trong tòa thần miếu dương quan này bọn tào hóa đại đế nhìn viêm hỏa đế nằm phục phục dưới đất sắc mặt tối lại viêm hỏa đạo hữu ngươi còn gì muốn nói không các thượng cổ đại đế bọn viêm hỏa đế bị mấy người tạo hóa đại đế bao vây đánh giết hồi lâu các thượng cổ đại đế khác đều đã bị tiêu diệt chỉ có viêm hỏa đế và tạo hóa đế giao tình sâu sắc tình như thủ túc tạo hóa đế không nỡ hạ sát thủ nên chỉ khiến cho viêm hỏa đế trọng thương giữ lại tính mạng cho hắn viêm hỏa đế miệng thổ huyết cười thắng làm vua thua làm giặc nay ta đã thua lẽ nào còn giữ được trang nghiêm sao đạo huynh giao tình của chúng ta từ thời thượng cổ nay ta đã đầu hàng đạo huynh phải nói lời hay trước thế hoàng để ta khỏi bị chịu khổ tạo hóa đế thở dài nhớ lại tình bằng hữu giữa hai người đột nhiên một vị đại đế bên cạnh lên tiếng tạo hóa đại đế chúng ta không góp sức lúc ban đầu của trận chiến này chỉ sau khi lục đạo giới của bản thân bị phá hủy mới phấn nộ ra tay giúp Thái hoàng sau này khi Thái hoàng tính công chúng ta đều có công có tội công tội bù trừ cũng chẳng có tư cách thăng tiến đâu tạo hóa đại đế liền khựng người vậy ý của huynh là vị đó nói nhỏ thái hoàng là một bất thế hồng chú. năm xưa phục quân đạo tôn nhất tại binh quân thế nhưng sau đó lại đại khai sắp giới giết chúng ta mà Thái Hoàng hiện nay cao thâm khó lường còn hơn cả Phục Mân rồi lại nắm giữ hư không giới bọn ta không lưu luyến với quyền thế chỉ muốn vào hư không giới thôi để có được sự trường sinh nếu không có mấy công lao Thái Hoàng sẽ cho chúng ta vào hư không giới hay sao tạo hóa đại đế khóe mắt dần giật, giật thượng cổ ba nghìn đại đế đều trân trọng tính mạng của mình biết thánh thọ của mình không còn được nhiều cùng lắm là còn vạn năm ngắn thì chỉ nghìn năm đến khi thọ nguyên cạn kiệt hoặc là vào hư không giới hoặc hồn tiêu phách tán nhập vào luân hồi đó chính là sự chết thật sự trận đại chiến này kéo dài sinh linh hậu thiên tử thương nhiều không đếm xuể sau này chắc chắn là phải nghỉ ngơi sinh sôi cần có nhiều mảnh vỡ linh hồn hơn vào vãng sinh luân hồi trở thành sinh mệnh mới nếu không có công lao những thượng đế đại cổ như bọn họ sau này có lẽ đều sẽ hồn tiêu phách tán mà vào luân hồi thành toàn cho sinh linh các tộc khác còn hư không giới thì chắc chắn là không có phần của họ vị thượng cổ đại đế kia nói nhỏ đầu của viêm hỏa đạo hữu chính là điều kiện cho người có thể tiến thân đạo hữu người hãy suy nghĩ cho kỹ viêm hỏa đế vội nói tạo hóa đạo huynh đừng có nghe họ nói bừa chúng ta có giao tình vạn năm lẽ nào huynh lại đem đầu của ta lập công lấy thưởng hay sao giao tình của chúng ta tạo hóa đế chặt đầu hắn nguyên thần cũng chém lặng lẽ thu đầu của viêm hỏa đế lại linh hồn của viêm hỏa đế còn chưa tiêu tán đầu vẫn chặn mắt cười khẩy tạo hóa người bán bạn cầu vinh ta hận năm xưa mắt mù lại là bạn với ngươi kia đảo hữu ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thọ nguyên của bọn ta không nhiều không thể không vào hư không giới tạo hòa đế sắc mặt lạnh lùng cho dù ta giữ lại mạng cho ngươi thì ngươi cũng không thể vào hư không giới được sớm muộn cũng hồn tiêu phách tán người đã chắc chắn phải chết như vậy chi bằng thành toàn cho ta cũng không uổng giao tình giữa chúng ta kìa viêm hòa đế chỉ bới không ngớt mãi lâu sau mới hồn tiêu phách tán sau này thái hoàng mở lại hơi không giới chúng ta muốn vào đó thì cần lập nhiều công lao hơn Tạo hóa đế quát lớn hôm nay không luận giao tình chịu luận địch ta đi thôi giết cho hắn không còn mảnh giáp nào tám trăm đại đế đồng tâm hiệp lực tạo lên làn sóng lớn không gì địch lại trên chiến trường dù sao họ cũng từng là những người danh tiếng đình đình một thời tân đế thời đại này tuy cũng kiệt xuất bất phàm nhưng thực lực không thể nào vượt qua họ được 800 đại đế liên thủ Thế như trẻ tre Trở long đất lở Đằng kia là hách liên khuyên ngọc Đột nhiên một vị đại đế Mắt sáng trưng hét lớn Mau lấy đầu của hắn Thì gần như chắc chắn là có thể vào hư không giới được rồi 800 vị đại đế tinh thần phấn chấn Lập tức tiến về phía hách liên khuyên ngọc Trong sát trận tổ đình Các đời tệ hoàng có 28 vị Hợp nhất với 28 hư ảnh Dung nhập sát trận Hành động cùng với trận pháp Lao về phía khởi nguyên đạo thần đại toại lòng hơi trùng xuống còn mấy vị tại hoàng không thể tới đây chắc chắn là đã chết trên chiến trường rồi trận chiến này quả thật là quá tàn khốc cho dù là các thiên hoàng địa hoàng xưa kia cũng không thể bảo toàn tính mạng sát trận cuồn cuộn vây chặt cả nguyên đạo thần các thân ảnh cường đại lúc lên lúc xuống mạnh nhất phải kể đến đại toại hoa tư và hậu thổ nhưng hai hư ảnh của trung nhạc hư ảnh của phong hữu trung phục mân đạo tôn cũng cường đại vô cùng cộng với chân thân của hai mươi tám vị tại hoàng dung hợp với trận pháp cũng không hề thua kém trên chiến trường tất cả đều dốc hết sức phù tăng thụ tử trúc linh căn đều bay lượn trong trận pháp áp chế hỗn độn linh liên căn khởi nguyên đạo thần bị vây khốn tả sung hữu đột cũng không thể ra khỏi sắt trận toàn thân đều là vết thương đường đường là đạo thần lại bị vây khốn ở đây bị thương nghiêm trọng tổ đình đệ nhất sát trận đúng là danh bất hư truyền thế nhưng đúng như khởi nguyên đạo thần đã nói đệ nhất sắp trận khi không có đủ các đời tệ hoàng địa hoàng thì chỉ có thể đả thương chứ không thể giết được hắn. Chiến đấu tới lúc này, hắn chỉ bị thương, còn rất xa mới tới tuyệt lộ sân cùng thủy tận. Nhưng giờ sắp trận vận hành đã chậm lại rõ rệt, rõ ràng là đạo thân của Trung Nhạc đồng thời đối phó với Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần đã kiệt sức rồi. Khởi Nguyên Đạo Thần tinh thần phấn chấn, chặn hết công kích xung quanh, hắn cười ha hả. Xem ra đạo thân của Thái Hoàng không gắng gượng được nữa rồi. à, à. à, à. Đột nhiên đại trận phát ra tiếng nổ lớn, các hư ảnh khổng lồ và tại hoàng, đại toại, hoa tư, hậu thổ di chuyển tạo thành đạo giải đại trận. Khởi nguyên đạo thần sắc mặt kịch biến, đạo giải bạo phát, uy năng khủng khiếp mạnh mẽ, hủy diệt mọi thứ, nhấn chìm cả hắn. Cùng lúc này, Khởi nguyên đạo thần nghe thấy một tiếng nổ khác vang lên, cảm nhận một dao động khủng khiếp khác, bụng nghĩ chắc chắn là tứ diện thần cũng gặp phải đạo giải đại thần thông rồi. Đó là đại nhất thống thần thông chuyên nhằm vào đạo thần, đạo thân của trung nhạc lúc này đột nhiên dùng đệ nhất sát trận bạo phát đạo giải đại thần thông rõ ràng là muốn chân vùi hai người bọn hắn ở đây khởi nguyên đạo thần cầm lên thân hình biến thành hỗn độn cự thú nằm phục phục trong hỗn độn liên há mồm ngoạm lấy đạo giải uy năng vô biên lao vào nhau hỗn độn liên trong dao động khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở biến thành vô số điểm linh quang bông liên hoa nổ tung hoàn toàn linh quang bay tứ tán uy năng đạo giải tiếp xúc xung kích tới sóng dao động đáng sợ xung kích hỗn độn cự thú cho dù đối phương là đạo thần thì cũng vỡ vụn trước xung kích đấy. Một hồi lâu sau, uy năng nghẹt thở kia cuối cùng cũng tan đi, các hư ảnh đột nhiên tối đi, giờ cũng lần lượt biến mất. Đại tội Hoa Tư Hậu Thổ và 28 vị tội hoàng lần lượt đáp xuống đất, thở hồng hộc, năng lượng toàn thân suýt chút nữa đã cạn kiệt. Đệ nhất sát chấn thật đáng sợ, suýt chút nữa ta đã chôn thấy nơi này rồi. Suýt nữa thì nơi đạo giải oanh kích hỗn độn khí lan tràn bên trong hỗn độn khí có thứ gì đó đang nhu động tụ tập thở phì phò cười nói đáng tiếc thiếu chút nữa giờ đạo thân của trung nhạc chắc chắn chết rồi phải không tới lúc ta phá đệ nhất sắp trận này rồi hỗn độn khí mỏng dần lộ ra bóng đen khổng lồ dần dần thân ảnh của khởi nguyên đạo thần hiện ra toàn thân đều là vết thương hắn mỉm cười nhổ ra vài ngụm đạo huyết thần sắc lại rất nhàn nhã nhìn bọn đại toại một cách châm trọng đạo giái có thể phá thần thông của đạo thần thế nhưng không thể phá được hỗn độn không phá được hỗn độn chi thân của ta ta từng tới tương lai trong trận chiến đó chư vị đều chết cả giờ xem ra tuy có chút khó khăn thế nhưng kết cục trong tương lai không thay đổi chư về giờ đến lúc đưa các vị lên đường rồi đại tọa hét lớn hỗn độn hải trong lòng bàn tay đột nhiên dựng đứng bám sau lưng dốc hết năng lượng hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương cũng toàn lực thi triển từ trúc hét lớn đại tại hoang rút khỏi nơi này tổ đình đệ nhất sắp trận đã không còn người chống đỡ giờ khởi nguyên đạo thần sẽ là vô địch giờ rút lui vẫn còn có thể giữ được một phần lực lượng khởi nguyên đạo thần cười ha hả đi sao các ngươi có thể đi đâu được đây vũ trụ này lớn như vậy với phạm phu tục tử thì rộng không thể tin nổi nhưng với ta thì cũng chỉ vậy thôi cho dù các ngươi có thể về quá khứ hay tới tương lai thì cũng khó thoát khỏi cái chết kìa Hứa sao tại hoàng cười Nếu vậy thì không đi nữa Ba vị lão tổ tông chúng ta lại quyết chiến một trận Đúng vậy Các vị tại hoàng cười lớn Quyết một trận từ chiến nào Khởi nguyên đạo thần cười ha hả Giết hết các người dễ như trở bàn tay Hắn vừa dứt lời Đột nhiên đệ nhất sắp trận lại khởi động Hư ảnh hiện lên Lại dung nhập với đại toại Hoa tư và hội tổ nương nương Mọi người hoang mang Đại toại cười Xem ra đạo thân của Thái Hoàng vẫn chưa chết khởi nguyên đạo huynh ngươi còn kiên trì được bao lâu nữa đây sắc mặt của khởi nguyên đạo thần biến đổi mà ở phía trên tổ đình đạo thân của trung nhạc đã cận kiệt năng lượng nguyên thần tan rã, nhục thân nhanh chóng giả đi từ trên cao rơi xuống hố sâu hắc ám vô tận ở phía dưới đúng lúc này một tia sáng bay tới nâng hắn lên hoàng thân trung nhạc mở mắt thấy bóng dáng mơ hồ nhận ra người đỡ hắn đột nhiên hắn học máu ngồi lên trung hoàng thần bá lại rồi nói vụ hoàng nhi thần bất thiếu vẫn ra khỏi luân hồi hoàn phụ hoàng nghỉ ngơi như thần tới tiếp quản tổ đình chắc chắn sẽ tiêu diệt khởi nguyên và tứ diện thần được nhục thân của trung nhạc đang khô héo trong chốc lát tóc đã bạc trắng nước mắt giản dụa run rẩy nói còn ra đây lẽ nào con ta đều sẽ chết trong trận chiến này hay sao thôi đánh con ta đều là phục khí theo tính ta vô cùng cố chấp hoàng thân nghe lệnh trung hoàng thần nghiêm nghị Trung nhạc rơi lên thiên đế quyền bính, từ từ hạ xuống đất rồi đặt vào tay của hắn. Trước kia tổ đình nguy nan, con còn đã trả từng ngăn chắn, được tai kiếp cho tổ đình. Khi ấy ta dùng thân phận tộc trưởng phục khí thị, trao quyền cho con. Cầm trượng này, vận mệnh phục khí thị sẽ nằm ở trong tay của con. Còn sống, phục khí thị sẽ sống. Còn chết, phục khí thị không được diệt vong. Quyền trượng này là quyền lực, cũng là cánh nắng. Nhận nó, con phải sống vì nó và chết vì nó kìa. Trung Hoàng Thần hai tay nhận lấy quyền trường Trịnh trọng nói Nhi thần nhận quyền Đạo thân của Trung Nhạc mỉm cười Nhục thân tan ra giơ tay khẽ so đầu hắn Rồi nhục thân và nguyên thần đều vỡ vụn Trung Hoàng Thần dập đầu Đứng thẳng dậy Tế quyền trượng lên Phụ trí tử thừa Phụ Hoàng yên tâm Nhi thần sẽ dùng tấm thân này Báo hiếu quốc gia Không dám chế nải Trung Hoàng Thần nộ phát xung quan Toàn lực dùng quyền trượng Điều khiển trận pháp của tổ đình Khởi nguyên đạo thần còn tưởng đạo thân của Trung Nhạc vẫn đang chống đỡ cho tổ đình, trong lòng vô cùng hoang mang, lại có chút mong chờ. Đạo thân Trung Nhạc có thể kiên trì lâu như vậy, đúng là ngoài dự đoán của hắn. Theo dự đoán của hắn, đạo thân Trung Nhạc tới giờ đã kiệt sức. Sau khi thi triển đạo giải, thì tự thân cũng đạo giải, đại đạo tan rã, nhục thân tiêu tán, nguyên thần tiêu biến. Nhưng giờ đạo thân Trung Nhạc vẫn kiên trì được, nhưng chắc chắn cũng chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết mà thôi. Hắn không biết là Trung Hoàng Thần đang điều khiển tổ đình sự khống chế và lý giải của Trung Hoàng Thần về sát trận tổ đình đều không bằng được Trung Nhạc nên trận thế vận hành có chút không như ý. Khi này nếu như khởi nguyên đạo thần tranh thủ cơ hội bỏ chạy thì có thể ra khỏi đệ nhất sát trận nhưng hắn tưởng vẫn là đạo thân của Trung Nhạc muốn kéo dài thời gian một chút cho đạo thân Trung Nhạc chết đi nên đã mất đi cơ hội thoát khỏi tổ đình. Trung Hoàng Thần điều khiển sát trận tổ đình càng ngày càng điêu luyện vì hắn đã mất mấy nghìn năm trong luân hồi hoàn lĩnh ngộ luân hồi đại đạo nên mới thoát ra khỏi đấy được mà sát trận tổ đình quan trọng nhất chính là sự biến hóa luân hồi của các tòa trận pháp. Vì thế dần dần, hắn lý giải càng ngày càng sâu sắc về trận pháp, uy năng của sát trận cũng được nâng cao dần. Đến khi Khởi Nguyên Đạo Thần cảm thấy không ổn thì cơ hội thoát khỏi tổ đình đã không còn nữa rồi. Trung Hoàng Thần điều khiển sát trận càng ngày càng ung dung, nhưng sát trận tiêu hao cũng quá lớn, không chỉ cần trí tuệ cao mà còn cần lĩnh ngộ cao về thất đạo luân hồi. Trung Nhạc là một trong những đạo tôn xây dựng căn cơ hệ thống tu luyện thất đạo luân hồi. Tuy không phải người đầu tiên tu thành thất đạo luân hồi, nhưng tu thành được cả không gian thất đạo và chủ quang thất đạo. Hơn nữa, vận hành thất đạo luân hồi các chủng loại khác cũng ung dung, thay đổi giữa các loại luân hồi đều rất thành thạo. Cả đời của Trung Nhạc đều phải phấn đấu với khó khăn, sống chết, đấu trí đấu dũng với kẻ địch cường đại. Cả đời hắn đều phải liều bằng tính mạng, liều bằng cả tính mạng. Vì thế, tuy mới ở tuổi trung niên, nhưng đã có đại thành tựu. Còn Trung Hoàng Thần tuy thiên tư chắc tuyệt, thiên hạ hiếm có, thế nhưng không có được những trải nghiệm giành giật với sự sống cái chết như của Trung Nhạc. Vì thế, lĩnh ngộ về thất đạo luân hồi cũng có giới hạn. Trung Hoàng Thần khi còn rất trẻ đã trải qua đại khổ đại nạn, nhưng sau khi Giang Sơn Trung Nhạc ổn định, hắn có ít cơ hội để rèn rũa tu luyện, khó có được thành tựu lớn. Nhưng lần này, chủng tộc nguy nan, đế triều trên bờ vực nguy hiểm đã kích thích tinh thần, tiềm lực, nhãn giới, đấu trí của Trung Hoàng Thần. Cho dù vậy, trọng trách điều khiển tổ đình cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đạo thân của Trung Nhạc cũng khó thoát từ kiếp. Cho dù hắn tự tăng cường thực lực bản thân qua sự rèn luyện nhưng sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết. Cuối cùng cũng sẽ như đạo thân của Trung Nhạc. Trung Hoàng Thần biết đó sẽ là kết cục của mình Thế nhưng trong tâm không còn bất cứ suy nghĩ gì khác Không bận tâm tới tính, tính mạng bản thân Toàn tâm toàn ý duy trì sát trận vận hành Khởi nguyên đạo thần càng ngày càng hoảng hốt Đại trận vẫn đang vận hành Dường như đạo thân trung nhạc này có pháp lực vô cùng vô tận, tinh lực vô cùng vô tận, năng lượng vô cùng vô tận, liên tục luyện hóa cho đến khi nào luyện chết hắn thì thôi. Đạo thân không phải dễ dàng kích sát, nhưng sức mạnh của đạo thân không phải vô cùng vô tận. Năm xưa ngay cả đại tư mệnh, nắm giữ sinh mệnh đại đạo cũng có thể bị giết chết. Huống hồ là hắn đây, ta vẫn còn có thể kiên trì, nhưng tứ diện thân vẫn không phải cảnh giới đạo thân. Hắn chịu lần xung kích của đạo giái lần trước kia, cho dù kém vài phần so với của ta Thế nhưng cũng bị trọng thương Thường thế của hắn nặng hơn ta Liệu hắn có thể gắng gượng được không đấy Khởi nguyên đạo thần càng ngày càng thấy nặng nề Mà lúc này đạo thân trung nhạc kia Vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu Khiến cho hắn không thể phá giải được đệ nhất sát trận Có lẽ chỉ luân hồi thánh vương Mới phá giải được cục diện nguy cấp này Luân hồi thánh vương có thể phá giải được Sự ám toán của trung nhạc Với hắc bạch nhị đế Hắc bạch nhị đế hạ giới Như vậy mới xác định được đại cục Học bạch nhị đế Nếu không hạ giới Thì tương lai sẽ không phải những cảnh tượng Như chúng ta thấy nữa rồi Nhưng có lẽ lân hồi thánh vương Cũng bị thế hoàng trọng điểm chú ý Chắc chắn sẽ vây khốn hắn ta Thánh vương à thánh vương Người nắm giữ lân hồi đại đạo Còn có lân hồi thánh địa Cho dù người có chết đi Thì cũng có thể hồi sinh trong thánh địa được Khởi nguyên đạo thần thầm nghĩ bụng Giờ ngươi chỉ cần chết một lần rồi hồi sinh trong lân hồi thánh địa, phân giải cục diện rằng co này. Không biết ngươi có nghĩ được điều mấu chốt này hay không đấy hay là người không muốn chết một lần đấy? Hắc Bạch nhị đế bị trung nhạc dưới chân trong đạo giới, đây là việc mà không một ai trong số bọn họ có thể ngờ được. Hơn nữa, hoàn toàn khác với những cảnh tượng ở trong tương lai đã thấy. Trong tương lai, đại tọa, lôi trạch, hoa tư, hậu thổ đều chết hết. Đại tọa hoàng và địa hoàng cũng chết. trận chiến này phong độ tôn không rời khỏi đạo giới. Hắc Bạch nhị đế thì là chủ lực có tác dụng quan trọng nhất trong việc công phá tổ đình và thiên đình. Nhưng giờ Hắc Bạch Nghĩa Đế lại bị Trung Nhạc nhốt trong đạo giới. Không có họ thì thắng bại trận chiến này khó lường. Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần thì bị vây khốn trong tổ đình lâu như vậy. Tại sao vẫn chưa phá được tổ đình đấy? Mà lúc này trong vắng sinh thánh địa, Luân Hồi Thánh Vương bị giữ chân tả sung hữu đột nhưng vẫn không phá được vòng vây. Để đối phó với Luân Hồi Đại Đạo của hắn, tất cả phong tỏa trời không, Thánh Vũ Đế và 20 vị địa hoàng còn dùng cả Luân Hồi Đại Đạo quấy nhiễu Luân Hồi Đại Đạo của hắn để hắn không thể về quá khứ hay tới tương lai tránh vòng vây được. Luân hồi đằng là linh căn của khu thứ bảy quấn quanh người hắn, vây lấy đại đạo của hắn khiến cho hắn không thể rời khỏi khu luân hồi thứ bảy. Nhưng tư mệnh và mấy vị thần ma này muốn giết hắn thì không thể. Năm xưa trung nhạc cũng không giết được luân hồi thánh vương. Chiến lực của luân hồi thánh vương không tuyệt đỉnh như khởi nguyên tứ diện hay là trung nhạc, nhưng luân hồi đại đạo của hắn lại thực sự tinh diệu, không phải những sức mạnh thông thường có thể giết được hắn khởi nguyên và tứ diện thần chắc chắn là gặp biến cố rồi luân hồi thánh vương căng thẳng bỗng nhớ tới điều quan trọng xem ra khởi nguyên bọn họ không thể phá được tình thế rằng co để cho hắc bạch nhị đế hạ giới rồi chỉ khi ta đích thân động thủ mới phá giải được ta phải chết một lần luân hồi tái sinh phía trên tổ đình trên chiếc hư không trung một vị luân hồi thánh vương khác đứng ở trên đấy từ xa nhìn chiến trường trong lòng thì xuất ruột Thật khiếu ổn đốn thần nhân bảo ta đứng đây Xem ra cũng là đợi trận quyết chiến này rồi Tại sao mãi không hạ lãnh cho ta rất kích vậy Tình hình của thiên giờ có chút không ổn Thiên không phải cũng là thuộc hạ của hắn hay sao Lẽ nào ngồi yên nhìn thiên bị tăng linh và đế phần thiên luyện chết hay sao Đột nhiên hắn có cảm ứng đặc biệt Không khỏi sức người rồi mừng húm Một ta khác chết rồi sao Thật là lạ Mà đúng là lạ thật Bản lĩnh của hắn mạnh như vậy Sao đột nhiên lại chết đấy Mà đúng rồi hắn tự tử thoát thân ý thức trở về luân hồi thánh địa luân hồi trùng sinh <laughs> đừng hòng nhân lúc này ta sẽ lấy mạng ngươi người luân hồi tái sinh trong thời gian ngắn sẽ yếu hơn trước rất nhiều đây là cơ hội tốt để ta thôn phế luyện hóa ngươi kia vì luân hồi thánh vương này nôn nóng định trở về luân hồi thánh địa đột nhiên người cứng đờ hắn dừng bước lại hắn nhìn thấy thần nhân hỗn độn thất khiếu đang tiến lại nhìn về chiến trường ở phía xa thần nhân hỗn độn thất khiếu và hắn có hỗn độn khí ước với nhau hắn cũng không dám làm trái lại giao hẹn chỉ đành kiềm nén đợi mệnh lệnh khác khác với tương lai mà ta đã nhìn thấy thần nhân hỗn độn thất khiếu không hạ lệnh với hắn vào chiến trường mà lẩm bẩm với ngữ khí khó hiểu tại sao lại khác rõ ràng lúc này thái hoàng đã thua tổ đình đã bị phá rồi luân hồi thánh vương không dám nói nhiều trong lòng nôn nóng bất an chỉ hận không thể cắn cánh vào bay tới lân hồi thánh địa nút chừng hắn ở đấy nhưng kết cục của trận chiến này chắc chắn vẫn như trước chứ thần nhân hỗn độn thất khiếu thầm nói nhỏ chi tiết tuy có thay đổi nhưng lân hồi thánh vương vẫn thoát khỏi vòng vây lân hồi lân hồi đại đạo ảo diệu vạn phần hắn có thể dựa vào lân hồi đại đạo nhanh chóng lân hồi trùng sinh rồi dựa vào lân hồi đại đạo tiếp dẫn hắc bạch nhị đế tới đạo giới lân hồi hắc bạch nhị đế tham chiến kết cục sẽ không khác gì với tương lai cho mấy lân hồi thánh vương định nói rồi lại thôi thất khiếu hỗn độn thản nhiên nói người muốn tôn phệ một người khác sao Ngươi không làm được đâu cho dù hắn luân hồi trùng sinh thì vẫn với bản lĩnh của ngươi cũng không thể thôn phệ được hắn tương lai ta thấy thì ngươi bị hắn thôn phệ kìa luân hồi thánh vương kêu lên ta chết sao thần nhân hỗn độn thất khiếu gật đầu lạnh lùng nói ừ um nhưng lần này người sẽ không chết lần này ô oh, không thể nào thần quang quanh người của hắn lay động rõ ràng đang kinh ngạc tới mức không thể giữ vững tâm thần luân hồi thánh vương cũng nhìn về phía thiên đình sắc mặt biến đổi trong thiên đình thiên đế vô song xuất quan ra khỏi luân hồi thiên cầu cuối người nhìn xuống chiến trường thái hoàng xuất quan rồi luân hồi thánh vương thất thanh nói lẽ nào hắn chuẩn bị liều mạng chiến đấu ư nguy rồi hắn tới thẳng khu luân hồi thứ bảy thiên đạo hữu nguy hiểm rồi thần nhân chỉ có người mới ngăn được hắn ta mà không kịp rồi thần nhân thất khiếu mặc kệ chỉ kêu lên tại sao lại tới khu luân hồi thứ bảy tại sao không tới đạo giới luân hồi lựa chọn của hắn khác hoàn toàn với tương lai kìa trong khu luân hồi thứ bảy tầng trời thứ 10 táng thiên trường sinh đế đột nhiên có cảm ứng vội vàng ngẩng lên nhìn thấy mấy trăm cây thánh dược bay ào ào tới bất giác mừng rỡ không nghĩ được nhiều lập tức dẫn hết chúng tới thôn phệ luyện hóa hắn cùng thiên và tuấn nguyệt thần vương bị vây khốn trong táng khu đế phần thiên và táng linh thần vương dẫn 800 đại đế và vô số thần ma trong táng khu bao vây ba người họ tuấn nguyệt thần vương đã bị đánh chết còn hai người họ thì ai cũng bị thương là một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy thái hoàng rất coi trọng luân hồi táng khu 800 vị đại đế trong táng khu đều là tinh nhuệ trong các đại đế đế phần thiên và thần vương thực lực thuộc từng thứ thế cổ thần vương hơn nữa còn là thuộc hàng đầu. Để kích sát thiên và trường sinh, những đại đế này đã nhiều lần dùng tới đại nhất thống thần thông, 49 thiên đạo của thiên cũng không đỡ nổi, nhiều lần bị trọng thương. Trường sinh đế cũng nhiều lần hiện ra linh căn chi thân, thế nhưng vì từng bị đại tội đánh vỡ một lần cũng không địch lại được. Giờ đột nhiên có mấy trăm cây thánh dược bay tới, trường sinh đế lẽ nào lại không mừng sao? Thôn phệ mấy trăm cây thánh dược này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Cho dù không có mấy chục cây thánh dược trong tay, thì trường sinh đế chiến lực của hắn vẫn có thể tăng lên tới tầng thứ của thiên trường sinh đế vừa nuốt mấy trăm cây thánh dược đột nhiên một bàn tay to lớn xuyên qua trùng trùng trận pháp do táng linh và đế phần thiên tạo thành bóp lấy cổ của hắn dùng lực bẻ trường sinh đế kêu lên thảm thiết thân bất do kỷ hiện ra bản thể linh căn rồi đón hắn là một vị thiên đế vĩ đại há mồm ra rõ ràng đang định ăn hắn thái hoàng trường sinh đế hét lên như muốn vỡ phổi Người, người không được ăn ta, ta có độc kìa Vị tiên đế vừa mới xuất hiện trong khu lô nổi thứ bảy chính là Trung Nhạc Vừa xuất quan, hắn lập tức từ thiên đình tới thẳng khu thứ bảy luân hồi Mấy trăm cây thánh dược trường sinh đế nuốt vào cũng là do hắn thích phóng Cố tình tặng lại cho trường sinh đế luyện hóa Trường sinh đế vốn là vạn thánh linh căn Một cây linh căn vỡ ra biến thành hàng vạn loại thánh dược Mỗi loại thánh dược đặc tính lại khác nhau Trong đó cũng có loại có độc như trường sinh đế nói có thể độc chết đại đế nhưng trung nhạc căn bản không bận tâm nhét trường sinh đế đang la hét vào mồm rồi nuốt xuống ở bên cạnh thiên nổi ra gà nếu không phải trận pháp táng linh và đế phần thiên cùng tắm chăm đại đế quá là kiên cố thì hắn đã bỏ chạy rồi càng xa càng tốt trung nhạc nút trưởng trường sinh đế đột nhiên huỳnh một tiếng phá không lao đi giọng nói từ xa xôi vọng lại táng linh đế phần thiên đây là táng thiên các ngươi đừng phụ danh tiếng của nơi này mai táng thì đại thần kỳ cho chấm đi táng linh thần vương đế phần thiên và chư đế cùng với vô số thần ma tinh thần phấn chấn tính thét tựa như sấm đại trận càng thêm mạnh mẽ tấn công thiên các người không giết được ta đâu thiên hét lớn gắng sức chống đỡ bị trận pháp làm cho tổ huyết liên tục từng là các ngươi đều chết trong trận chiến này còn ta sống sót cuối cùng trong trận quyết chiến ta và khởi nguyên đạo huynh giết thái hoàng máu của hắn bắn tung tóe tiếng nói vang vọng thái hoàng không hạ thủ giết ta thật ra hắn rơi vào nguy hiểm hắn cân bán không có khả năng giết ta mà lời mượn tay các ngươi kìa tám trăm đại đế bọn Tăng linh thần vương coi như không nghe thấy gì trận pháp cuồn cuộn nhấn chìm thiên mà lúc này trong đạo giới chi môn hắc bạch nhị đế vẫn bị nhốt bên trong không thể đi ra ngoài đột nhiên hai người lộ ra hỉ sắc thân hình biến mất khỏi đạo giới xuất hiện trong đạo giới lân hồi hai vị đạo huynh Việc không thể chậm trễ được Luân hồi thánh vương cũng đã hồi sinh từ luân hồi thánh địa Vẫn có chút thư nhược quyết đoán nói Khởi nguyên đạo huynh và tứ diện thần Bị vây trong tổ đình rồi Mong hai vị đạo huynh ra tay công phá tổ đình Hắc bạch nhị đế Hai hợp làm một Hai giọng nói cùng vang lên Khởi nguyên đạo huynh và hỗn độn đạo huynh Thê thảm như vậy thì cũng thật lá Thật hiếm thấy Nhưng lần này hai vị đạo hữu không cần lo lắng Trận chiến này có bọn ta ở đây phần tháng năm chắc trong tay rồi. hai người biến thành hai tia sáng trắng đen lao thẳng về phía tổ đình. luân hồi thánh vương cũng vội vàng theo sau, định hợp lực phá đại nhất thất trận của tổ đình. bạch đế cười nói: đạo giới hoàn chỉnh thật phi phàm, giờ thực lực của ta có lẽ không hề thua kém thái hoàng. đây mới là cảnh giới đạo thần thực sự. hắc đế cũng trầm giọng nói: bạch đế đạo huynh đừng quá khen, thái hoàng đúng là có bản lĩnh, năm xưa đã hơn chúng ta rất nhiều truy sát chúng ta từ hiện tại về đến quá khứ Rồi từ quá khứ tới tương lai Giờ chúng ta chỉ là dựa vào luân hồi đại đạo Của luân hồi thánh vương Tạm thời thất khỏi cảm bẫy đạo thần Vẫn chưa phải đạo thần chân chính Còn thua kém hắn một phần kìa. Bạch đế cười ha hả Ta và ngươi đấu với nhau một đời Thật không ngờ cũng có cơ hội liên thủ Chúng ta một đối một với Thế Hoàng Thì không phải là đối thủ của hắn ta Nhưng chúng ta hợp thể liên thủ Thì Thế Hoàng không phải là địch thủ của chúng ta kìa Hắc Đế cũng gật đầu ừ, Thái Hoàng Thái Hoàng Mà ở phía trước Luân hồi khổng lồ chuyển động huynh huynh Đó là bắt đạo luân hồi Hình thành từ luân hồi đại nhất thống thần thông Vô cùng bá đạo Trực tiếp từ trên người ba người đè xuống Ba người chỉ kịp thấy Trong bắt đạo luân hồi Là thân ảnh của Thái Hoàng Bọn họ bay thẳng từ phía trước Hai đoàn nhân mã Tốc độ cực nhanh Nháy mắt Đã vút đi không biết bao xa Hai bên đều không kịp hạ thủ Với đối phương ba người luân hồi thánh vương đều xứng người hắc bạch nhị đế toàn thân tắt mồ hôi thầm nghĩ may mắn thái hoàng cũng không thấy chúng ta thấy rồi cũng không kịp ra tay bạch đế thở phào cười hắn không biết quan đối phó với hỗn đột khí ước và đạo quang của đạo giới hay sao mà chạy đi đâu vậy nhìn kiểu vội vàng đấy hình như là tới đạo giới thì phải lẽ nào chê sống lâu quá rồi hay sao hắn đột nhiên chật hiểu sắc mặt kịch biến kêu lên không phải hắn tới đạo giới mà là tới đạo giới luân hồi Hắn muốn cứu người đó đi kìa Hắc đế và luân hồi thánh vương đều giật mình Hắc đế gằn giọng Tuyệt đối không được để cho hắn giải trừ cầm bẫy đạo thần Cứu kẻ đó ra Chúng ta đi thôi Luân hồi thánh vương sắc mặt tái mét lẩm bẩm Không kịp Không kịp nữa rồi Thái hoàng đã tới đạo giới luân hồi Ta cảm nhận được hắn đang động tới luân hồi đại đạo Ta để lại trong người kẻ đó Đi chúng ta đi mau Cứu khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần trước rồi tính sau Nếu không kẻ đó được thả ra Có hắn và Thái Hoàng Chúng ta sẽ chết hết ở tổ đình này Ba người la vút đi Mà trong đạo giới luân hồi Trung nhạc đứng trên khoảng rộng trong thánh địa Luân hồi đại đạo Quỳnh quỳnh chuyển động Cắt vào đạo giới Dù huynh Về mặt của hắn bình tĩnh nói Còn không tỉnh lại đi Ta cần huynh trong đạo giới chi môn, thân ảnh của một trung niên nam tử hiện ra, thân ảnh dần dần rõ lên. Cánh cửa mở ra, hắn bước ra ngoài. Sư đệ Sư huynh Hai người chào nhau Trung nhạc gần như không thể áp chế được đạo quang của đạo giới Đạo giới quá gần Khi hắn bay vào trong lên hồi đại đạo Thì uy năng của đạo quang đạo giới cũng tăng lên Hắn nói nhanh Không cần nói nhiều Mau, mau tới tổ đình Phong ngữ trung gật đầu rồi rời đi Người yên tâm có ta đấy Tiếng hắn từ xa vọng lại Sao, ngươi không đi cùng sao Ta thấy trong cơ thể của ngươi có tầng tầng linh quang chắc người đã ăn một cây linh căn lẽ nào là trưởng sinh đế sao người ăn hắn nâng cao nhục thân áp chế hỗn độn khế ước người hiện giờ chỉ cần không gặp phải luân hồi thánh vương thì sẽ không có gì đáng ngại ta sẽ giúp người giết luân hồi thánh vương người có thể yên tâm mà ra tay trung nhạc lắc đầu tiếng của hắn từ xa vọng tới sự huynh đi trước đi ta có vài điều nghi hoặc chưa rõ ta cần phải tới một nơi để gặp mặt vị đạo hữu kia thân ảnh của phong núi trung liền biến mất Trung nhạc định thần nhìn về phía trên tổ đình và thiên đình Hư không trung tuy là vô hình Chỉ như hư không Thế nhưng dường như hắn nhìn thấy được Cũng có thể thấy thần nhân hỗn độn thất khiếu Và một luân hồi thánh vương kia Luân hồi thánh vương giật mình Rồi nghĩ tới bên cạnh mình Chính là thất khiếu hỗn độn thần nhân Thần bí khó lường Lại thấy can đảm hơn Trung nhạc cũng không tới hư không trung Mà bỗng rơi xuống Quần sáng sau đầu chuyển động Theo khu thứ bảy luân hồi Cắt không gian lao đi không lâu sau hắn đột nhiên biến mất khỏi khu luân hồi thứ bảy thái hoàng đi đâu rồi 16 cái đầu của luân hồi thánh vương kia nhìn quanh nhưng không thấy tung tích của trung nhạc đâu cả hắn vội hỏi thần nhân hỗn độn thất khiếu cũng không dám chắc chắn có lẽ hắn muốn thoát khỏi thời không luân hồi thay đổi tương lai nhưng tương lai có thể thay đổi hay sao hỗn độn thần nhân thất khiếu tiếp tục nói thời gian chính là một vòng luân hồi liên tục chuyện quá khứ tương lai đều không thể thay đổi với hỗn độn mà nói Quá khứ tương lai đều là sự thực đã đính Thay đổi tương lai không đơn giản như Thái Hoàng đã nghĩ vậy Người muốn thay đổi tương lai Đến khi người tới tương lai quay đầu lại nhìn Thì mỗi bước người muốn thay đổi tương lai kia Đều đã được định sẵn rồi Còn hắn muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi kia Theo lý thì hắn không có khả năng đấy Chứ là cảnh tượng trước mắt với tương lai Ta thấy thì đã có rất nhiều điều khác thường Hắn cũng có rất nhiều điều nghi hoặc Nghĩ không thông Luân hồi thánh vương trần trừ nói Phòng đạo tôn được Tế hoàng thả ra khỏi đạo giới rồi Hắc bạch nhị đế cũng đi ra ngoài Trận chiến này có rất nhiều điều biến số Chúng ta có cần tham chiến hay không đây Nếu không thì Khoan Thần nhân thất khiếu giơ tay lên Hắn nói Ta cần xem lại Xem lại một chút Khác với tương lai ta biết Ảnh hưởng của biến cố này rất lớn Ta muốn xem rút cuộc hắn định làm gì Luân hội thánh vương không kìm được nói Thiền sắp bị đánh chết rồi kìa ừ. Thần nhân hỗn độn thất khiếu Hờ hững nói Luôn nổi thánh vương kinh hãi Mà lúc này trong vãng sinh thánh địa Thần ma thái cực thành Thánh vũ đế Tư Mạnh nương nương Và 24 vị địa hoàng Đang nhanh chóng tới tổ đình Vượt qua bát quan Không bận tâm lắm Tình hình ở đấy Nôn nóng tới tổ đình Bà huy đế trầm giọng nói Tổ đình vô cùng quan trọng Chỉ sợ là bệ hạ Không kiên trì được bao lâu trong tổ đình sắp chấn có trận thế của chúng ta Chúng ta và tổ đình dung hợp Có thể giết được khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần Thần ma thái cực độ, tốc độ cực nhanh Nhưng bay tới tổ đình thì vẫn chậm Lôi Trạch cấn thân đột nhiên lắc mình thành thần long Hắn nói Các người lên lưng của ta đi Đại huynh cứ để ta Thủy long thần vương bay tới nói lớn Tốc độ của ta nhanh hơn huynh Lên thuyền hết đi nào 20 vị địa hoàng và thánh vũ đế Phục thương cùng lên trên thuyền thần nương nương, thần tư nương nương và lôi trạch tư mệnh cũng đi lên thuyền. Thủy Long thần vương cầm lớn con thuyền cổ nghìn cánh phá không lao đi. Con thuyền cổ này dù sao cũng là bảo vật thần vương thời đại hắc ám dùng mọi lực lượng luyện chế thành cộng với tốc độ của Thủy Long thần vương không lâu sau đã đi tới tổ đình. Con thuyền vừa định vào trong trận pháp thì trên không trung hắc quang bạch quang mỗi một màu che nửa bầu trời. Hắc đế và bạch đế sao? Mọi người trên thuyền giật mình thấy hắc quang bạch quang trên trời hội tụ xung kích về phía tổ đình sắp trận các người vào trận trước đi để ta đi trận chúng vậy thần nương nương nhún người bay lên biến thành tiên tiên đại xà tiến về phía hắc bạch quang uỳnh một tiếng nổ lớn đại xà bị hắc bạch quang quấn lấy lập tức bị chặt đôi đầu của thần nương nương rơi xuống nương nương thần tư nương nương cũng kêu lên giơ chân đá con thuyền cổ vào trong tổ đình rồi bay tới phía bọn hắc đế bạch đế các người nhập trận lôi trạch thần long cũng gầm lớn bay lên tấn công hắc bạch nhị đế không trung xung chuyển dữ dội đầu rồng và đầu rắn lần lượt rơi xuống còn thủy long thần vương thì đưa con thuyền cổ cùng mọi người vào trong tổ đình các vị địa hoàng cùng dung nhập với trận pháp của mình thủy long lão tổ chúng ta tới trung tâm trận pháp thành phố đế dục con thuyền cổ tiến vào sâu bên trong lúc này ở phía dưới thần thành thứ 9 trong vũ trụ cổ trung nhạc xuất hiện ngẩng lên nhìn phía trước nơi đó là khởi nguyên thánh địa khởi nguyên thánh địa có thể nói là thánh địa đầu tiên của vũ trụ này sinh ra vị tiên thiên thần thứ hai của vũ trụ khởi nguyên thần vương khởi nguyên thần vương cả đời này nhiều tai họa nhiều sai lầm đại tư mệnh bảo vệ khởi nguyên thánh địa sau khi khởi nguyên đạo thần sinh ra liền nhận đại tư mệnh là huynh trưởng đại tư mệnh tuy là tiên thiên thần thánh đầu tiên hoàn mỹ vô khuyết điểm thế nhưng không phải tính cách và cách xử thế của hắn hoàn mỹ mà là nhục thân của hắn hoàn mỹ. Đại tư mệnh bất luận dù là mưu lược hay hành sự thì đều có sai sót. Là khởi nguyên thần vương luôn bên cạnh phò tá hắn giúp hắn trở thành kẻ thống trị thời đại hắc ám. Đại tư mệnh có được địa vị như vậy có quá nửa công lao là của khởi nguyên thần vương. Nhưng khởi nguyên đạo thần từ trong ấn Độn lên bờ thì ăn hắn mạo danh thay thế hắn trở thành khởi nguyên thần vương rồi ám toán đại tư mệnh và các thần vương khác. Sau đấy đại tư mệnh hồi sinh hồi sinh các thần vương đã chết trong chiến dịch lần đấy khi xây dựng lại đạo giới đại tư mệnh lại ám toán các thần vương huyết tế họ cho đạo giới khởi nguyên thần vương cũng ở trong số đấy trước tiên là vô duyên vô cớ bị khởi nguyên đạo thần thôn phệ mạo danh sau đấy là bị đại tư mệnh tín nhiệm nhất phản bội huyết tế cả đời này khởi nguyên đạo thần có thể nói là thất bại thê thảm là tiên thiên thần đầu tiên sinh ra từ thánh địa tiên thiên thần thứ hai của vũ trụ hắn có kết cục thế này không thể không khiến cho người ta xoa trung nhạc tới khởi nguyên thánh địa tòa thánh địa này vẫn hoàn chỉnh chưa hề bị tổn hại khởi nguyên đạo thần bị huyết tế cho đạo giới đại tư mệnh hạ độc thủ những thần vương bị huyết tế không có một ai có khả năng hồi sinh những thần vương đã chết trong trận huyết tế đó cho dù thánh địa vẫn còn hoàn chỉnh thế nhưng ý thức không còn không thể từ thánh địa của mình hồi sinh được đại tư mệnh nắm trong tay sinh mệnh đại đạo có thủ đoạn này cũng không có gì là lạ khởi nguyên thánh địa chống hơi chống hát không có dấu vết của sinh linh Bên ngoài, cho dù chiến tranh có trở long đất lở, vô số những vị vĩ đại có chôn thây, thế nhưng nơi này vẫn bình yên, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là những sinh linh có thể tới khởi nguyên thánh địa, tránh nạn rất ít. Phải có bản lĩnh của đại đế mới có thể bình an tới được nơi này để mà tránh nguy hiểm. Trung nhạc tiến bước, đột nhiên dừng bước nhìn quanh, chỉ thấy cảnh tượng của ngoại giới kỳ dị vẫn là khoảnh khắc vũ trụ sinh ra. Vũ và trụ đều đang phình to, không gian đang nhanh chóng phình to, ánh sáng không đuổi kịp không gian đang phình lớn lên vẫn chưa có thể quang. Ở đây không cảm nhận được thời chu đi, trong khởi nguyên thánh địa vẫn chưa có khái niệm về thời gian. Ban đầu Trung Nhạc truy ngược lại thời quang, định xem xem có phải phục mân đạo tôn và hoa tương nương nương thấy khởi nguyên đạo thần ở đây hay không, kết quả không thể tới được khởi nguyên thánh địa 10 vạn năm trước, chính là đạo lý này. Một thánh địa thật khó tin, vừa là sự khởi đầu của vũ trụ, cũng là sự khởi đầu của mọi vấn đề. Trung Nhạc cảm khái, vũ trụ khởi đầu từ đây hỗn độn cũng tới đây thôn phệ khởi nguyên thần vương thì mới có khởi nguyên đạo thần đây có thể nói là nơi duy nhất không nằm trong luân hồi luân hồi đẳng nhất thống lục giới thậm chí ngay cả đạo giới cũng bị luân hồi đẳng thu nạp thế nhưng vũ trụ này chỉ có nơi này là không ở trong luân hồi tất cả thánh địa tất cả thế giới đều nằm trong luân hồi cho dù là đạo thần thế nhưng trong đại nhất thống luân hồi lại không có khởi nguyên luân hồi chỉ riêng nơi này là thất khỏi luân hồi Vậy khởi nguyên thần vương sinh ra từ thánh địa này cũng không nằm trong luân hồi phải không? Một kẻ không nằm trong luân hồi bị đại tư mệnh huyết tế cho đạo giới nằm trong luân hồi. Với trung nhạc mà nói không hợp lý cho lắm, trong việc này có gì đó bất thường. Đại nhất thống luân hồi là do một tay trung nhạc tạo nên là hắn chia lân hồi đằng thành 2 vạn 4.335 cây. Cũng là hắn tế luân hồi đằng diễn hóa thành khu luân hồi thứ 7. Cũng là hắn cho khu luân hồi thứ 7 xuyên qua đạo giới đặt trùng với vũ trụ tạo nên thể không thứ bảy khu luân hồi thứ bảy có đạo giới luân hồi lục đạo giới luân hồi tử vi luân hồi hư không luân hồi vũ trụ cổ luân hồi chỉ không có khởi nguyên luân hồi đại tư mệnh huyết tế các thần vương hiến tế hắn dụng thật ra là hiến đạo hiến đại đạo của những thần vương kia cho đạo giới vì những thần vương này sinh ra từ tiên thiên bản thân là tiên thiên đại đạo huyết tế họ thật ra chính là huyết tế hiến đại đạo của họ cho đạo giới để đạo giới ổn định vậy thì có chút kỳ quái đại đạo luân hồi của đạo giới là do ta thống nhất trung nhạc lầm bẩm thế nhưng giọng nói lại biến thành dao động kỳ lạ chuyển khắp khởi nguyên thánh địa khi ta dùng luân hồi đại đạo thống nhất đại đạo luân hồi của đạo giới không hề phát hiện trong đạo giới của đại đạo của khởi nguyên thần vương hơn nữa cho dù có thì luân hồi đại đạo cũng không thể thống nhất được đại đạo của khởi nguyên đạo thần dù sao thì khởi nguyên thánh địa không nằm trong luân hồi sao mà thống nhất được đây? hắn hơi nhíu mày rồi nói tiếp cũng có nghĩa là đại tư mệnh hiến tế luân hồi thần vương cho đạo giới nhưng đạo giới không thể chứa được đại đạo của khởi nguyên thần vương đã không thể chứa được thì khởi nguyên thần vương đương nhiên là sẽ không chết rồi nếu như khởi nguyên thần vương đã không chết thì trong số các thi thể trong đạo giới cũng có khởi nguyên thần vương liệu hắn có giả chết được hay không khởi nguyên thần vương không trong luân hồi chắc chắn sẽ sống sót thế nhưng đại đế giữ chúng ta khi thu thập thi thể thì thấy thi thể của khởi nguyên thần vương có nghĩa đúng là Khởi Nguyên Thần Vương đã chết Nếu như Khởi Nguyên Thần Vương không chết trong sự huyết tế của Đại Tư mảnh, Thì sao hắn lại biến thành một cỗ thi thể đây Trung Nhạc lấy ra một quả cầu thịt lớn Ở trong Nguyên Thần Biết Cảnh Khối thịt này nhu động là Thế Tuế Thần Vương Tên này không mắt, không mặt, không mồm, không mũi Thế nhưng cũng không có tư chi Chỉ là một đúng thịt vô cùng cổ quái Trung Nhạc từ tố nói Ta thấy có lẽ khởi nguyên thần vương là chủ động chết rồi thoát khỏi chiến trường Dù sao khi đó vô cùng hỗn loạn Chẳng ai chú ý hắn lại chết thêm một lần nữa Ý thức của hắn có thể trở về khởi nguyên thánh địa Dựa vào đại đạo của thánh địa hồi sinh Chắc người hận đại tư mệnh lắm đúng không? Trung nhạc đột nhiên cười nói Người coi đại tư mệnh như huynh trưởng Nhưng đại tư mệnh lại phản bội ngươi không chỉ phản bội ngươi mà còn phản bội cả những thần vương trung thành với hắn kìa người vô cùng vô cùng hận hắn hắn phản bội ngươi nên ngươi quyết định phản bội hắn đại tư mệnh thì đã chết rồi phản bội thế nào mới là sự phản bội tốt nhất đấy trong khởi nguyên thánh địa không có bất cứ âm thanh nào cả chỉ có tiếng của trung nhạc vang vọng nơi này vô cùng tịch mịch thái tuế thần vương lan một vòng cũng không biết trung nhạc đang nói chuyện với ai trong lòng vô cùng khó hiểu thì thần của đại tư mệnh rơi vào tay của ta thân thể không đầu biến thành hỗn độn khí rơi vào hỗn độn trong đó một miếng thịt không bị luyện hóa biến thành thái tuế tiếng trung nhạc vọng tới thái tuế thần vương tinh thần phấn chấn chấn động trung nhạc đột nhiên nhắc tới hắn khiến cho hắn khá vui trung nhạc hỏi thái tuế thần vương năm xưa sao ngươi lại tới thiên đình vậy thái tuế thần vương thành thật nói Khởi nguyên đạo thần nói ta là một miếng thịt Từ trong hỗn đốn, bất tử bất diệt Bất cứ ai cũng không thể giết được ta Mà ta vốn thích thôn phệ Có thể thôn phệ mọi thứ được Thế là ném ta tới thiên đình đi ăn luân hồi thiên cầu Trung nhạc cười Vậy sau đó thì sao Sau đó ta bị các người bắt được Bị đưa vào quân đội Làm lương thực cho binh lính kìa Thay tuế thần vương bi phẫn nói Vậy có đau không Đau, tất nhiên là đau rồi Trung Nhạc mỉm cười Ta tưởng rằng khởi nguyên đạo thần vẫn rất thận ngươi Nên nắm ngươi tới chỗ của ta Ngươi bị trăm triệu thần vương ăn Đương nhiên là sự báo thủ hoàn hảo Thái tuế thần vương không hiểu Khởi nguyên thần vương ư Không là khởi nguyên đạo thần Ném ta tới thiên đình Trung Nhạc tiếp tục nói Báo thủ thái tuế thần vương Không thể khiến cho ngươi vui vẻ được Thái tuế dù sao cũng không phải là đại tư mạnh Chỉ là một miếng thịt không bị hỗn độn tiêu hóa Của đại tư mệnh mà thôi muốn báo thủ đại tư mệnh thật sự chỉ còn cách về quá khứ đại tư mệnh không phải muốn mở đạo giới hay sao vậy thì ta sẽ hủy diệt hắn khiến hắn bị đạo giới đẻ chết vậy sự báo thủ đó vẫn chưa đủ sảng khoái vậy thì khiến đại tư mệnh giết chết huynh đế tốt nhất của mình hủy diệt tạo tâm của hắn đó mới là sự phản bội hay nhất kìa sự báo thủ hay nhất kìa thế nhưng như vậy vừa hay lại hình thành nên một vòng luân hồi thời không khép kín nhưng trở về quá khứ không thể thay đổi được quá khứ khởi nguyên thần vương không thể báo thù làm thế nào mới trở về quá khứ báo thù được đây trung nhạc nói có một cách có thể đó chính là biến thành hỗn đốn biến thành một sinh vật hỗn đốn từ quá khứ bỏ lên bờ nhưng việc này vô cùng nguy hiểm hỗn độn sẽ luyện hóa hoàn toàn khởi nguyên thần vương biến thành sinh vật mơ mơ màng màng không biết gì cả không biết nguyện vọng phục thù của mình vậy hắn làm như thế nào mới giữ được ý thức để phục thù đại tư mệnh đây Thái tuế thần vương không hiểu Việc này cần một món bảo vật khiến cho ý thức của hắn bất diệt trong hỗn đốn Trung nhạc lấy chiếc bình nhỏ bên hông xuống Chiếc bình này là con thứ bảy của hắn Chắc quang nhặt được trong hỗn độn hòa hải cạn khô Phóng thích từ trong bình ra hoa tư nương nương Hoa tư nương nương có được chiếc bình này cũng là tình cờ Là đại toại câu được một sinh vật hỗn độn từ trong hỗn độn hòa hải Sinh vật đó đã tặng nó cho hắn Vậy trong hỗn đồn sao lại có thứ này đây chiếc bình này có lẽ là do hậu thế luyện chế ra trung nhạc cầm chiếc bình trong tay cười nói dùng thứ gì luyện chế mới chóng lại được sự tấn công hỗn độn đây nguyên liệu tốt nhất chắc chắn chính là sinh vật hỗn độn mà vừa hay tứ diện thần là một sinh vật hỗn độn lên bờ nhưng muốn có một phần cơ thể của tứ diện thần thì rất khó cũng may khởi nguyên thần vương đã có bàn tay của tứ diện thần Bàn tay của tứ diện thần bị ta chặt đứt trước khi luân hồi thần vương được sinh ra Nhưng ta không tìm thấy bàn tay của tứ diện thần rơi trong đạo giới luân hồi Khi đó ta không có thời gian tìm vì ta còn cần phải luyện hóa luân hồi đại Đáo, Đoạt đi cơ duyên của luân hồi thần vương Đại tư mệnh thì đem tới một đám thần vương tìm tung tích linh thai của luân hồi thần vương Khởi nguyên đạo thần có lẽ đã tìm được bàn tay của tứ diện thần vào lúc đó rồi Mà chiếc bình này được luyện chế từ xương ngón tay của tứ diện thần có đúng không khởi nguyên thần vương hắn đột nhiên cảm nhận được chút dao động tinh thần cực nhỏ nhấc chân giẫm mạnh xuống khởi nguyên thánh địa dung chuyển tòa thánh địa tách ra để lộ hỗn độn khí quần quật biên giới thái tuế thần vương kinh hãi nhìn xuống thì thấy một đường thông đạo bậc thang dẫn tới hỗn độn còn khởi nguyên thần vương thì ngồi trên tòa bình đài phía cuối cầu thang trước mặt nó lửng một chiếc bình ngọc thấp thoáng có thể thấy được tạo ra từ xương bàn tay hắn còn chưa luyện hóa được hoàn toàn chiếc bình này khởi nguyên thần vương kinh ngạc ngẩng lên sững sờ nhìn chiếc bình trong tay trung nhạc phát hiện nó cực kỳ giống với chức mình mình đang luyện chế thái tuế thần vương còn kinh ngạc hơn tinh thần gần như hỗn loạn hắn kêu lên thất thanh bệ hạ ý của ngươi là khởi nguyên thần vương và khởi nguyên đạo thần thật ra là của một người ư hai khởi nguyên này là một sao vậy tại sao hắn lại muốn chính mình tại sao lại ngồi nhìn đại tư mệnh giết mình đây thái tuế thần vương tuy thân thể to lớn thế nhưng toàn thân đều là thịt không có não có những cái thực sự nghĩ không thông Điều này cũng là bình thường Trung nhạc lạnh băng nhìn khởi nguyên thần vương Thản nhiên nói Đó không phải vừa hay hình thành Một vòng luân hồi khép kín hay sao Mọi việc bắt đầu từ 300 vạn năm trước Khởi nguyên là hỗn độn Từ hỗn độn hải lên bờ Ăn mất thái nhật thần vương Nhìn thấy hắn 300 vạn năm sau Đại tư mệnh vẫn hồi sinh khởi nguyên thần vương Khởi nguyên thần vương hồi sinh Bị đại tư mệnh phản bội Rồi vào hỗn độn biến thành hỗn độn khởi nguyên trở lại 300 vạn năm trước lên bờ ăn chính mình một vòng luân hồi thật hoàn hảo không thể không khiến người ta không phục kìa thế nhưng thế nhưng thái tuế thần vương cảm thấy tư duy của mình hoàn toàn rối bời hắn lẩm bẩm không phải hắn kéo mình vào rồi hay sao tự lên bờ tự giết chính mình rồi 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 hắn trước kia hồi sinh lại vào hỗn độn lại lên bờ giết chính mình rồi hắn lại bị giết rồi lại hồi sinh rồi lại vào hỗn độn rồi lại lên bờ rồi lại 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 giết chính mình không được đầu ta sắp nổ tung rồi thái tuế người căn bản là không có đầu trung nhạc lắc đầu cười bóc một tiếng một âm thanh nhỏ vang lên thái tuế thần vương tròn quay đột nhiên mọc ra một cái đầu là đầu của đại tư mệnh bị hắn hấp thu rất nhiều huyết nhục lẫn lộn vô cùng khủng bố bệ hạ ta có đầu ngươi ngươi nhìn nhìn đi thái tuế thần vương kêu lên trung nhạc bật cười ý thức của đại tư mánh đã bị đạo giới cắt đứt rồi cho dù ngươi có luyện hóa đầu của hắn thì cũng không trở nên thông minh hơn được đâu để ta cho ngươi biết khởi nguyên thánh địa rất tốt đại đạo của khởi nguyên thánh địa cũng rất tốt cho ngươi không nằm trong hỗn đốn nếu đặt tên cho đại đạo của thánh địa này thì ta sẽ gọi nó là khởi nguyên đại đạo mấu chốt để thoát khỏi luân hồi chính là khởi nguyên đại đạo khởi nguyên đại đạo thực sự rất cơ. Hắn khẽ vẽ một đường Trước mặt xuất hiện một vòng tròn Hắn nói Tình hình của ngươi nói giống như cái vòng tròn này này Tuần hoàn không dứt Nhốt bản thân trong luân hồi Mãi mãi không thể thoát ra được Nhưng khởi nguyên đại đáo Không nằm trong luân hồi Cũng có nghĩa là vòng luân hồi này Không vây khốn được khởi nguyên thần vương Rồi hắn khẽ gầy một cái Vòng tròn bị cắt một khe hở Kéo ra một đường Hắn nói Còn con đường này Chính là khởi nguyên thần vương phục thù thành công cũng chính là khởi nguyên đạo thần hắn thoát khỏi luân hồi không còn trong luân hồi thái tuế thần vương nửa hiểu nửa không lại thu cái đầu của đại tư mệnh vào lẩm bẩm đợi khi ta luyện hóa được cái đầu này rồi thì ta sẽ cốt đầu nhất định sẽ rất thông minh ta sẽ vừa mạnh vừa thông minh trung nhạc giờ khóc giờ cười khởi nguyên thần vương phía dưới sắc mặt tối tăm lạnh lùng nói đáng thương đúng là đáng thương đường đường là đại tư mệnh đệ nhất sinh mệnh của vũ trụ lại thành đồ chơi chỉ biết chọc cười cho thế hoàng thật khiến ta vừa ghê tởm vừa thấy đáng thương thái tuế thần vương đại nộ người có giỏi thì ngươi đừng có đi đại chiến ba trăm hiệp với thái tuế gia gia ta đấy khởi nguyên thần vương mặc kệ hắn lạnh lùng nói bệ hạ người nói nhiều quá rồi đến bản thân ta cũng không nghĩ nhiều như vậy thế mà lại bị bệ hạ nói ra lẽ nào bệ hạ không sợ sau này khi ta lên bờ sẽ nhân lúc ngươi vừa xuất thế mà đuổi cùng giết tận hay sao? Sinh linh hậu thiên các ngươi chỉ là đồ chơi, là lương thực cho các tiên thiên thần ma bọn ta mà thôi. Đại tiên mệnh là ngụy quân tử mới nhường thiên điện này cho các ngươi, còn bệ hạ không biết cảm ơn, giết sạch tiên thiên thần thánh bọn ta để sinh linh hậu thiên chiếm cứ chính thống. Ta sau khi lên bờ, ngoài việc trả thù đại tiên mệnh còn phải dẹp loạn nữa kìa. Trung nhạc tim kế động lắc đầu cười. Khởi nguyên đạo huynh, Ta tới gặp ngươi, ngươi có biết vì sao không? Khởi nguyên thần vương tăng tốc độ luyện hóa chức khốn độn bình lên. Hắn nói. Lẽ nào, ngươi không phải tới là để giết ta sao? Cho dù ngươi có giết ta, cũng là vô ích thôi. Khởi nguyên đạo thần thoát khỏi hỗn đốn đã một khoảng thời gian. Thoát khỏi luân hồi thì không? Giết ta rồi, hắn cũng vẫn tiếp tục tồn tại. Ngươi không thay đổi được bất cứ điều gì cả. Ngươi... Hắn lộ ra vẻ kinh thường, tiếp tục nói đã được định sẵn là đồ chơi của ta khi lên bờ Người sẽ bị ta đùa bỡn Hết lần này tới lần khác Hết lần luân hồi này tới lần luân hồi khác Mãi mãi không thoát được Sinh linh hậu thiên Chúng sinh cả đời chỉ có như vậy Nhưng ta có thể thay đổi được một thứ Trung nhạc tế đao nói Ta có thể dùng khởi nguyên đại đáo Thoát khỏi luân hồi của ta Chấm sẽ thoát khỏi luân hồi này Không còn trong vòng luân hồi này nữa khởi nguyên đạo huynh ta cần khởi nguyên đại đạo của ngươi để hoàn thành hành động hoành tráng này đao quang lóe sáng chém xuống khởi nguyên thần vương vào khoảnh khắc đao quang lóe lên ý thức của khởi nguyên thần vương rời đi tràn vào trong hỗn độn bình đồng thời nhục thân cũng bỏ chạy vào trong hỗn độn Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 367 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại